Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Vinh Lang Thang. Và hiện tại Vinh đang có mặt tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, đường Lý Thái Tổ, phường Nhất, quận 10. Và sáng hôm nay xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi dạo một vòng chợ Hồ Thị Kỷ cùng với Vinh nha. Hôm nay là chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 nha cả nhà. Gần tới ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ này trưng bày rất là nhiều hoa để bán cho ngày Quốc tế Phụ nữ cả nhà. Phía trước mặt bên tay phải là viên một gian hàng hoa. Hoa hồng đồ rất là nhiều loại hoa luôn bày bán. Hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Giá cả thì không có đỡ cả nhà. Bên trong thì mấy anh chị đang gói những bó hoa để bán trong ngày 8 tháng 3. Rất là nhiều loại hoa luôn. Rất là đông các bạn đi mua hoa trong ngày 8 tháng 3 cả nhà. Đủ các loại hoa luôn. Rất là đông bà con đi chợ luôn. Bên tay phải là có gian hàng thịt heo. Và rau củ quả. Rất là nhiều cô lớn tuổi đang mua đồ về nấu cơm trưa. Thank you.
kẹt xe quá. Nhiều lắm. Bên tay trái là có hàng bán rổ đồng giá 5.000 một món rồi cả nha. Phía bên tay phải là có bán bún chả cá Châu Đốc 35.000 một phần cả nha. Đu đủ thì 20.000 đồng một cái. Bên tay phải là có gian hàng trà dâu 20.000 đồng một phần. Tôi xin phép cả nhà mình kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.